Cho ai đi vào phòng. Vào phòng, mẹ có chuyện muốn nói với con. Ê nghe là gì không? Ê đúng rồi, đóng cửa lại. Ê rồi con lại đây. Lớn gọi điện lên nói là nhớ con lắm, muốn con xuống đấy ở vài ngày á, con đồng ý đi không? À đồng ý đi à, con ngồi xuống mẹ nói chuyện nhá, tôn trọng nhau tí nhỉ. Rồi con gặp cô con làm nào cả? Ai đúng rồi, chào cô giỏi quá. Thế cô cho con đồ ăn thì con làm nào? Ê đúng rồi, cảm ơn cho choi giỏi quá. Nói cho choi đi ngủ đi. Lấy giấy lau người trước khi đi ngủ đúng không? Thông minh. Cho choi hiểu chuyện quá. Ngày nào cho choi đi ra ngoài về, trước khi đi ngủ mẹ cũng lấy một tờ mẹ lau này cho choi đúng không? Chỉ cần một tờ là lau được hết cả người luôn rồi này đúng không? Vừa sạch vừa thơm luôn đúng không? Một bao là 80 tờ. 80 tờ một ngày một tờ thì dùng được hơn 2 tháng nha cả nhà. 0974809430.